Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên sáng nay ở Bắc Bộ trời phổ biến có mưa nhỏ kèm sương mù khiến cho tầm nhìn hạn chế. Tình trạng này sẽ còn lặp lại vào đêm nay và sáng mai. Đến khoảng trưa và đầu giờ chiều, trời vẫn phổ biến nhiều mây với nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Riêng khu Tây Bắc, các tỉnh như là Mường Tè, Mường Lây, Điện Biên, Mường La, Sông Mã và Yên Châu sẽ tăng cao trên 23 độ. Hôm nay, không khí lạnh cũng bắt đầu tác động đến các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc dồn xuống kết hợp với điều kiện địa hình khu vực, nên trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng tăng mưa trở lại. Nền nhiệt cũng giảm xuống, thấp nhất từ 14 đến 15 độ, còn ban ngày nhiệt độ tăng lên mức từ 19 đến 20 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi do ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Đông Bắc, nên chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận phổ biến không mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày cả hai khu vực trời đều có nắng. Lưu ý, Nam Bộ sẽ có mưa rào cục bộ tại các tỉnh miền Tây vào khoảng chiều tối nay. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ trưa chiều ngày mai từ 32 đến 34 độ. Cảm giác nóng và khô trong một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Trên biển, từ trưa chiều nay ở Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, gió biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 4 đến cấp 5, có mưa rào và dông rải rác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.